Đây là thằng lính của mình rồi các bạn, đồ á đồ út đó ta. Trời ơi chỗ này cũng hơi ghê nha. Chú bò cởi áo luôn, đụng mà lấy áo quơ là ở nhà cô nào cúng cô ok á cô cúng này đi cúng dễ lẫn cầu à. Trời ơi cầm bịch nữa. Tôi kêu mà lấy cái áo mày quơ á, ngu rồi. Cô có rổ mượn cỡ rổ cô. Cô mượn rổ xanh đi. Đây đây mượn rổ. Nè chú ba, chú ba, chú ba. Mẹ nè, lẹ lên. Đụng có cho bị rổ luôn á. Trả rổ nha. Trả với trả ai bên kia nữa kìa. Quá quá. Ủa bên kia chưa cũng, bên kia chưa cũng. Trời nguyên rổ vàng luôn. Bự vậy. Quên ra mà. Mày mày cầm mày để đây chứ bo mày để nè, mày cầm tới mày quơ đi đất sâu để nè. Đừng đừng xô đẩy, đừng xô đẩy nha. Chơi tình nghĩa ơi. Má bỗng bô luôn. Trời ơi, chỗ này cô chỗ này bán kim cương đó quý á cô. Quăng vàng luôn. Quăng chỉ. Hả rồi mày ơi, đụng á. Vừa tay thôi. Không, cái cây tre lậu má, không kịp đâu, đụ má, đéo kịp đâu, đéo kịp đâu, đéo kịp đâu. Đụ má tiền, đéo có tiền, ấy đụng má 20. 20. Ấy, 20. 20. 40, 40. 40, 40, ấy à. Đó nghe, đồ, ở đây nè, tiền mai là của tôi. Rồi tan trường. Ây da đụ má bổng bô luôn rồi. 80. Đụ mẹ mày 80 đây nè. Rồi trái cây để lại đi bo. Lấy luôn. Lấy bánh em về luôn. Má bàn ghê quá. Đứng đứng ở ngoài, tiền bay tới luôn. Một xị. Một xị. Ừ. Rồi chú bò vậy ta. I want you to jump like you trying to get stuck in the air. If you feeling so late and don't care, shorty beat in the face in the mirror, up in the air. I want you to jump, 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 jump. Up in the air, I want you to jump. Jump. Tình hình là mới đi ra ngoài đường 5 phút thôi, hai xị. Má chạy ngang nhậm tiệm bán vàng bạc đá quý, trời dở lắm. Mà buồn nãy lỡ hút con dài kia cắm đầu. Xin lỗi. Bây giờ là thay đổi đồng phục luôn. Hồi nãy mặc áo gió nóng quá, giờ chơi luôn có bóp luôn này là biết chuyên nghiệp này. Đó quần cục luôn.
Rồi anh em lên đường tiếp. Quận má này nhật chính là quận má bào nhét. Vô. Bây giờ đang trên đường ra quận 1 thôi các bạn. Tại mấy quận kia nó quần quá banh sát rồi. Quận 1 thì giật nó mát. Với lại đi kiếm dễ hơn. Giờ bây giờ đi ra trên Độc Lập. Có lực lượng chức năng nào cúng không? Ôi má ghê. Đâu phải à, cháy nè, đủ dâu rồi. Má mấy tiệm này mới có cúng luôn á. Hai cái táo chú. Đây tết đủ quá. Có nhiều quào nhiều đây. Nãy giờ ở đây đợi không ai dọn nè. Không ai dọn. Hả? Không phải một hồn được không? Không phải hả? Không phải. Trời ơi. Không phải con hồn hả? Không phải con hồn con giật. Trời ơi, thôi lỡ rồi lấy cái dĩa luôn. Cái dĩa gì? Trời ơi, đây. Trời ơi. Giật vui ăn uống gì cái này? Ăn uống gì cái này? Đừng đồng chơi thôi. Có cũng tiền không chú? Không có tiền hả? Để đi tiếp. Đồ má, coi một lần nó giật con hồn nè, con đỉ mẹ đông cũng quảng luôn. Trời, đồng hành xác luôn. Má hơi bị vui á. Mai ủa mai 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 đá hay ngày mốt đá? Mai đá. Mai đâu? Mai đá hả? Thứ hai hả? Tụi má nếu biết xe xong kịp không? Giờ chừng nào về Mỹ? Chưa biết nữa, đủ má một cô hồn này coi khấm khá không? Tụi má nãy vô kia giật 200.000 luôn. Đời sống đây luôn. Đời sống đây luôn. Ừ. Quay xin lên đi. Vô đi em, đủ em hết gái đấy đủ máy vô cả. Ủa chưa hả? Chưa tiền chưa tiền. Heo hả heo hả? Ê kìa đủ từ từ chuẩn bị rồi. Đứng lại đứng xa xa đủ má tiền nó bay ở đây lụm đủ vô chổng làm gì? Anh đứng ngoài nó lụm đi. Ừ. Coi chừng cái vỗ một mất cái vỗ bây giờ. Vỗ vậy này đủ má cái này niêm phong rồi kẹ con cặc. Anh em mà đi 10 thằng chia nha. Rồi ăn luôn rồi. Ăn luôn rồi bà kia lấy ăn luôn rồi. Kè đủ má lắm đen đủ. Trời ơi kè đủ á. À dưới bên kia cái rồi đâu kì vậy. Tiểu ơi còn cặt chuyện đây. Cái lộn má đâu có tiêu chơi rồi. Đâu mày đâu rồi. Bên đây nè, bên đây nè. Quá trời luôn. Ở chồng có tiền không? Cũng có được. Bao nhiêu nhiêu? 10.000 có 10.000 vậy kia vậy. Kẻ con nữa kia đủ má. Trời ơi trên kia quá trời tiền luôn kìa. Leo lên. Đủ với 100 đô kìa. Tiền ma rồi lộn rồi giải tiền. Đủ má luôn rồi.
Đâu trời rồi. Ai cá nữa, cá đủ mới vô. Cá đủ mới vô. Trời ơi. Trời ơi. Đi vậy, đi vậy, đi vậy. Chạy đủ má đủ. Mười hai chục ngàn đủ má thêm. Kè đủ phần lô đi vô. Tôi éo chơi. Đừng có giỡn. Còn nữa kìa, đủ. Đây nè. Trời ơi. Trời ơi, 50 ngàn đủ má, 50. Đủ má luôn. Trời đủ má nào cắn luôn cái lùn má. Má nào cắn luôn. Má đồng quá à. Đó người nhà thiếu cái thiếu đó không? Trời ơi ghê hả? Rồi bao nhiêu nhiêu nhiêu? Rồi chín dục. Rồi cảm ơn luôn. Cúng cúng đi, cúng đây, cúng anh nè. Tình cảm nha. Ừ, tình cảm chứ, tình cảm mà. Rồi giải tay rồi đi chỗ khác. Giả bộ hoài chưa cúng hết rồi. Giả hoài à. Tiền để dưới á, kinh đóng với tiền bạc luôn. Giả hành tôm á. Ê kiểm tra, lật lên kiểm tra, bỏ dĩa lên kiểm tra. Coi có dưới tiền dưới không. Mày có nhiều lắm hết. Vô nhiệm vụ. Không có gì hết. Không có gì hết hả? Thôi hỏi lấy chôm chơ mày ngu quá thằng này đụ má trái cây mà. Ủa nó nhỏ nhẹ nhàng luôn. Coi chơi chỗ máu luôn nè, để giờ nè. Má đi. Đút tay vô mỏ kia nó cắn xịt máu luôn. Rồi đi tiếp anh em. Đủ thời gian là tiền bạc. Tiếp. Ủa nó bắt hồ với đạn. Ủa quýnh con vịt cho tôi đụ. Để nói nhiều. Vô là xúc con vịt xong đi về luôn. Ngủ má đá bụng rồi. Cúng chưa. Bữa nay không cúng có hồn chứ cúng gì. Cúng tại thôi. Trời ơi, thôi cho miếng thịt luôn đây chứ công quá. Thôi vậy thôi mà nó phải không. Tình hình là quá mệt luôn, phải ghé ăn phở luôn à, chạy chốc dậy. Đâu quá, nhân vật này là bị nặng nhất. Tét giò. Nói gì nữa, đây là tiền của cô Hồn là. Cô Hồn năm nay là được 2 tô phở với lại cái lẩu. Hồi về mình sẽ tổng kết cái đống trái cây mấy ký. Mất cười bà kia giật con gà. À, cái độ này mệt luôn quá, độ đông ghê. Má ngồi, ngồi đợi bấy bá luôn. Đây đâu nè, bốc mà. Bấy sấy luôn. Ủa má, đợi hình 1, độ má lót, lỏ ban. Lỏ ban, cái giờ đâu? Lỏ chạy. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá. Đồ quá, chiêu đó quá đẹp luôn á. hay cái đống nhỏ nhỏ này là cũng ghê lắm á, đừng giỡn. Ủa má nãy bên kia 20-50 đổ máu tè le. Có máu không? Tè chứ bò tét giò luôn. Quýnh lộn hả? À? Ừ. Ủa má em tét tay luôn, cắn. Rồi tụi nó quýnh hả? Có đâu. Nó giật đó. Trời ơi. Đạp nhau vậy. Ừ, nó đẩy bà kia cắm đầu vô bãi nước luôn. Ủa má nhóc mang vô giật, dắp chân giật kiều té. Té dở lắm, kia đây dạ dắp chân em té cắm đầu. Đậu má đi giật con hồn gặp fan quá trời luôn. Ừ. Là má giấu giấu chứ không á. Ừ giật xuống giật. Má mấy nhóc coi giật hay chứ bộ. Má giật 100 ngàn luôn. Càng nhỏ càng dễ. Đúng rồi, cái lùn má ghê. Má mà chụp ghê lắm ba.
để một cái là dính, để một cái dính. Cái này là thấy nhà ở Sơn Hạnh là quăng tiền đậu quá mới mất cười. Đéo nào đập nổi luôn. Trời, nhiều quá. Nó quăng một ngày mỗi quăng mười mấy hai chục sấp. Ngày hai ngàn. Đậu mà nó không gấp lại đâu nha. Sao? Mà nó không gấp lại, nó để nguyên là để là vậy là trời ơi, đủ để là bay trời trời xuống cứ dế à, cứ nhìn chảnh dế nè, dế hoài chứ mấy đồ vô nhảy lên chụp, mấy đồ vô nhảy lên chụp khúc sau là mày nhảy đâu nổi đâu, mày nhảy 10 lần mày nhảy lên tao dùng tiền đúng không, cho mày nhảy 10 lần em ngồi xuống thanh lục đực ngồi xuống đất đất lòng đủ quá mệt lắm. Đúng mệt luôn á. Nãy bên kia cũng vô này cũng vậy á. Như nó xì dầu vậy sao chịu nổi. Để nguyên quăng vậy. Mấy chục cái luôn mà nó quăng 15 phút. Sao chịu nổi. Má tiền quăng 15 phút. Cứ nhìn dế tay lá ngồi. Ủa sao bê vậy. Đồ má 300 này với lại 200 mấy nãy là tổng kết là 4 hàng 5 xị lỏ cạt luôn. Đi giật banh xác sực máu luôn. Có được củ khoai à. Ủa má dạng khoai chết mẹ à. Ủa không còn đường hai bên trái cây ở nhà nữa là ai dọn khoai lang mày ơi. Chắc hẹn các bạn vào mùa năm sau đi cướp luôn đậu má giật. Không còn ngày mai nữa, mai nữa hết rồi bố ba ngày luôn, mai thứ hai là lên đường ngày hôm nay là không ai cúng rồi ngày hôm nay. Trời ơi giờ cô hồn khoai lang má, vậy là cái vậy trà mì hảo hảo nữa có sữa nữa. Ủa má về khám đầu con chi mía nữa, trời dầu gió xanh nữa. Ủa vậy cái này của nhà rồi tăng trưởng mọi người là tao mày bên kia bà đâu là mới vô sao dạ mấy nhà kia nhà kia hả vừa mở cửa ra nó ba vô bờ chổng luôn ốc xuống này nằm xuống đó bà. Má tổng kết tới đi ăn rồi mà ổ má hút bụi chót nữa được thì mớ nữa. Má bà già nó khóa cửa lại luôn. Ừ. Trời khúc cuối luôn má này như đây luôn được. Như đúng rồi ba ơi. Nãy giật nãy đủ xúc kia văng vô cửa luôn. Trời cha cục ca ơi. Ờ để bà cho bà. Rồi tổng kết thì chắc cũng được nè 50 á. 50. Đủ mấy pha lấu rồi. 60. Giờ đó cũng là cuối clip luôn và cảm ơn các bạn đã theo dõi vlog của mình. Lên đây vlog của Hồn đầu tiên mình quay luôn, hy vọng năm sau mình sẽ có dịp ở Việt Nam và quay tiếp cho các bạn. Hôm nay là một ngày tác nghiệp rất là vất vả, chạy chụa thân thể nó máu đổ luôn, cũng không được nhiều tiền hết, cũng được vài bữa ăn và một chậu nhậu thôi mà cũng vui. Quan trọng là vui là chính, thì một ngày có một lần thôi các bạn đi về cô Hồn thì mình cũng khuyên các bạn luôn là vui vẻ là chính, đừng có hung hăng quá các bạn hiểu không, vui là chính thôi, quan trọng là về cô Hồn có tiền anh em vui vẻ rồi xong vậy thôi. Hạn chế những việc mà quýnh lộn quýnh lạo này kia không đáng xảy ra. Và cảm ơn các bạn và hẹn các bạn vào blog kỳ sau và follow tôi trên Facebook là Vũ Andy và Instagram là Andy Vũ 167, là IG á Andy Vũ 167 không giấu. Và cảm ơn các bạn, peace.